Chào tất cả các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Không biết ở chỗ các bạn như thế nào chứ ở trên Lạng Sơn quê hương mình gặp rất là nhiều những cái chị em chặt lợn quay rất là giỏi các bạn, khiến các đấng mại dâu cũng phải nể phục nhé. Thì hôm nay mình sẽ mời các bạn mình theo dõi video những chị sẽ chặt những con lợn quay như thế nào các bạn nhé. Con này là gần to nhất hộ rồi. Nhưng mà con lợn này ngon này, to nhưng mà ngon này. Thơm thế, là mong mệt. Bán hết. Thế thì bán 70.000 cân thôi. Anh hết nói đùa đấy chứ. Đùa đâu cái đấy. À thế à? Thế lọc hết được khoảng cân dưới thì là giá được là bao nhiêu rồi? 3 triệu rồi. Thế là chỉ bán những bì cân dưới được rồi chưa? Bán 670.000 thôi. Hả? Thịt vừa ăn vừa biếu hả? Ai mà mua thế bán thịt rẻ luôn anh nhỉ? Bán được 5 luôn. Ấy kìa. Nó Sơn cây là nhất đấy. Lá nơi nào lấy cây bằng sơn. Mất ngon. Thế ra mất ngon. 1 cân. Cho bán 200 mấy đi chẳng qua mở hàng nghe bà thấy bà. Mấy hai người thôi mà. Ai chả ai cân mẹ con luôn. Ăn cả ngày bà. Này con lợn này ngon cực luôn. Cái nào anh ơi. Đấy. Cái hai bên má. Nó sẽ thiếu rồi. Thiếu anh ơi. Làm lộ lợn quay nóng hổi chú ơi. Có tô này. Cho bao khai tới cho bao. Rau này mà. Mà con này chuẩn bị. Nóng hổi luôn. Hôm nay con này bé nhỉ gì nhỉ? Mọi lần thấy quay con to. Nó
Ui rồi giòn thế. Video của mình xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái số tiếp theo của mình nhé. Bye bye.